Hai, xin mến chào của chú anh chị đến với kênh là cây kiểng của tôi. Thì hôm nay là ngày 24 tháng 2. Thì hôm nay vườn con lên cái clip này mục đích là để thanh lý cái lô cần thăng này ha. Thì cô chú mình xem tham khảo nha. Lô cần thăng này vườn con lên giá khuyến mãi như thanh lý thôi. Cây thì cỡ ngón chân cái người lớn ăn lên như thế này, và những cây như thế này. Thì những cái cần thăng này con bán với giá rất là mềm, và con cũng không có chụp hình cụ thể từng cây để cô chú mình xem và lựa chọn được ha. Thì mong cô chú mình thông cảm, và cô chú mình nếu như mà muốn mua thì alo con. Và những cây cần thăng này á, vườn con đang khuyến mãi với giá là 70.000 một cây. Cô chú mình mua thì alo con ha. Có củ đế nó rất là quái, rất là to luôn nè ha. Thì con sẽ lấy ngẫu nhiên nha cô chú anh chị, chứ con không có chụp hình để cô chú mình lựa từng phôi được ha. Mong cô chú mình thông cảm. Nếu như cô chú mình có thấy ok được thì liên hệ con. Con đóng hàng gửi hàng toàn quốc ha. 70.000 một phôi. Đó, 70.000 một phôi cho cô chú mình lựa chọn. Gốc là đảm bảo cỡ ngón chân cái người lớn ăn lên. Cái cũ ha. Giá 70.000 là chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Cô chú mình có nhu cầu mua thì alo vườn con. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị đã xem kênh và ủng hộ nha. Thì con xin kết thúc và tạm dừng tại đây.